Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, 7 tháng 11 2018, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có chương trình phỏng vấn đặc biệt Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do Võ Thành Nhân thực hiện trong chuyến công tác tại Houston, tiểu bang Texas. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi phần 1. Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi có mặt tại phòng thu hình của Sài Gòn Network. Đài 51.3 ở tại Houston, Texas. Quý vị cũng được biết rằng là Mẹ Nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bất ngờ được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thả ra khỏi tù và bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Mẹ Nấm cùng mẹ là bà Tuyết Lan và hai con đến thành phố Houston, tiểu bang Texas vào tối ngày thứ Tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018. Quý vị đã biết là có rất là đông đồng hương đã đón chào và mừng cho Mẹ Nấm được sum họp cùng mẹ và hai con tại một đất nước tự do. Tại hải ngoại, ai cũng biết Mẹ Nấm bị trục xuất ra khỏi Việt Nam vì Mẹ Nấm là biểu tượng của tiếng nói đấu tranh. Nhưng rất ít người biết được quá trình đấu tranh của Mẹ Nấm như thế nào và những việc làm cụ thể binh vực cho quyền làm người của người phụ nữ trẻ này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là tên của Mẹ Nấm, nhưng mà để hiểu rõ hơn tại sao, ông Butler nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ qua email rằng sự nổi tiếng của cô ấy là một dấu hiệu của sự khao khát những nguồn thông tin độc lập ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với người tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Mẹ Nấm. Xin kính mời quý vị theo dõi. Trước hết, xin kính chào Như Quỳnh. Dạ, xin chào anh Nhân. Được biết rằng là khi mà Như Quỳnh đến Hoa Kỳ sau một tuần lễ như vậy đó, thì cái cảm tưởng, cái suy nghĩ của Như Quỳnh hiện nay thì như thế nào đối với cộng đồng người Việt ở Houston hoặc là đối với cái đất nước xa lạ này? Dạ, xin chào anh và xin chào quý khán giả. Đến bây giờ thì thật sự là em cũng chưa tin là Quỳnh chưa tin là Quỳnh đang ở Mỹ, vì ngoài cái việc sức khỏe nó không được tốt thì cái bản án 10 năm nó khiến cho mình cảm thấy rằng là cái thời gian mình ở trong tù sẽ rất lâu, sẽ xa rời cuộc, cái phong trào đấu tranh sẽ rất lâu, nhưng mà đột ngột mọi thứ nó đến như vậy thì thứ nhất là chưa tin là sự thật. Dạ, chưa tin đây là sự thật. Cái thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình điều tra và trong suốt cái quá trình làm việc thì công an họ thường nói là ở bên ngoài quên Quỳnh rồi, mọi thứ nó thay đổi rồi, không có ai đấu tranh, không có ai lên tiếng hết. Tức là khoảng 7 tháng đầu là như vậy. Cho nên khi mà đặt chân đến Houston thì cái sự chào đón của tất cả mọi người ở đây, mặc dù là Quỳnh đến rất là khuya, nhưng mà rất là nhiều người đợi, rồi những người họ chăm sóc cho nắm gấu, mang đồ chơi và những cái cử chỉ rất là nồng ấm và giống như là chào đón một người nhà đang trở về cái nhà của mình, thì lúc đó là cảm xúc là vỡ òa, là thứ nhất là vui mừng và thứ hai cảm thấy mình không có cô đơn. Và khi mà nhà được thả ra khỏi tù đó thì được đoàn tụ với con với mẹ như vậy đó, thì đối với Mẹ Nấm cái điều bất ngờ này, nhưng mà bất ngờ nhưng mà nó có trong cái tiên liệu của Mẹ Nấm hay không? Dạ, cũng có chút. Tại vì lúc đầu thì Quỳnh nghĩ là cái mức án nó chỉ ở chừng 5 đến 7 năm thôi. Cho đến khi cái mức án nó được tuyên là 10 năm thì cái ngày tuyên án thì Quỳnh có một chút lo sợ. Thực sự mà phải nói là đó là lo sợ. Tại vì Quỳnh không muốn mọi người nghĩ là can đảm không có sợ. Tại vì ai cũng nhìn thấy một Quỳnh ở ngoài là rất là can đảm. Mọi người đều dùng chữ can đảm để nói. Nhưng mà có những lúc trong tù cô đơn như vậy thì đó là sợ. Tại vì cái thời điểm mà Quỳnh bị bắt thì Nấm 10 tuổi. Mà nếu 10 năm nữa là lúc đó Nấm 20 tuổi. Và Gấu thể sẽ là 16 tuổi. Thì lúc đó cái sau những cái cố gắng để mà cứng cỏi, để mà có những cái câu trả lời trước tòa, thì lúc đó mình nghĩ lại, nghĩ tới gia đình. Ồ, mình
sợ nữa, sợ là sẽ bỏ qua cái giai đoạn trưởng thành của con gái thì là giai đoạn là thiếu nữ, còn con trai thì là giai đoạn là thiếu niên. Đó là hai giai đoạn quan trọng trong một cuộc đời của một con người. Lúc đó em không 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 nghĩ là không sợ, là vì là mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ thôi, chứ chứ không phải là sợ là để ra rồi nhận tội. Như không không phải sợ về cái kiểu đó, sợ chỉ là mình sợ về cá nhân gia đình là mình không hoàn thành được vai trò của một người mẹ. Rồi khi mà mọi người nói rằng là ô ở bên ngoài công an nói là ở bên ngoài quên quần rồi, ông Trump đã lên làm tổng thống Mỹ thì không có quan tâm đến nhân quyền nữa, thì không có ai lên tiếng đâu. Tất cả những cái bạn bè ngày xưa Quỳnh làm việc họ đã về nước hết rồi, không có ai lên tiếng. Lúc đó Quỳnh cũng lo sợ là mình sẽ ở bao nhiêu lâu, tại vì thực sự từ đầu cho đến cuối thì chắc chắn một điều là những cái việc mình làm nó không phải là tội và nó đúng với tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thì lo sợ cho đến khi được gặp luật sư thì anh luật sư thông báo rồi. Từ từ từng bước, từng cái hành động tranh đấu, những cái nỗ lực của anh chị em trong mạng lưới blogger, rồi mẹ, sự đồng hành nâng đỡ tinh thần của mẹ, rồi biết là bên ngoài anh chị em vẫn đi thăm mình, thì càng lúc cái nó nuôi dưỡng cái tinh thần phản kháng, cái tinh thần đấu tranh trong tù. Theo một cách khác là mình không thể bỏ phí một ngày nào ở đây hết, mặc dù ở đây mình cũng sẽ đấu tranh và cái ngày mình đến nó cũng sẽ sắp, mình ngày mình được tự do nó sẽ sắp đến thôi. Nhưng mà có nhiều người cho rằng đó là khi mà mẹ nắm ở tù đó thì có thể là có một cái dấu hiệu nào đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là không muốn mẹ nắm sống ở Việt Nam sau khi ra tù, hay là họ đặc biệt là họ không muốn mẹ nắm còn ở Việt Nam nữa. Thì mẹ nắm có nghĩ rằng cái đó là một trong những cái mà dấu hiệu mà mẹ nắm biết trước được khi mà mẹ nắm được thả hay không? Dạ không, Không biết cái vụ đó. dạ không biết cái đó. Ok. Và khi mà mẹ nắm qua đây đó thì mẹ nắm cũng biết rằng trước đó một vài tuần đó thì cái phim mà mẹ vắng nhà đó được chiếu ở tại Washington DC, chiếu ngay bên trong Quốc hội Hoa Kỳ ngày 10 tháng 10, Dạ. và chiếu ở thủ đô Hoa Kỳ lúc trước đó và chiếu nhiều thành phố khác nhau lắm. Thì ở đây thì nhân cơ hội mẹ nắm qua đây thì mẹ nắm có thể cho biết rằng cái phim mẹ vắng nhà nó liên hệ như thế nào với mẹ nắm và gia đình. Dạ, quá trình thông tin liên hệ thì Quỳnh không có được biết gì hết, vì lúc đó đang ở trong tù. Và mẹ cũng chỉ có thể thông báo tình hình ngắn gọn là ở ngoài có làm một bộ phim về con, cũng không nói tên phim nữa. Thì toàn bộ cái quá trình làm phim là liên hệ của anh Trịnh Hội và mẹ. Rồi chỉ có là khi ra 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 khỏi tù thì 2 ngày sau khi đến Mỹ thì bé Nắm nó có nói là Quỳnh biết về bộ phim đó là do bạn của bé Nắm, tức là nghe các con chào nhau vì Nắm rời khỏi Việt Nam một cách đột ngột và ra đi trong im lặng. Mọi sự phải giữ bí mật cho đến phút chót, cho nên chỉ có thể nói với các bạn của con là con chuyển trường chứ không có nói là con đi Mỹ. Thì khi mà bạn của Nắm mới nói là Bảo Nguyên là tên đi học của Nắm, Bảo Nguyên bây giờ nổi tiếng rồi, có phim ở trên YouTube, bạn của Bảo Nguyên cũng nổi tiếng theo. Thì lúc đó con em Quỳnh nghe, Quỳnh mới hỏi con gái, thì con gái mới kể là con mình nhà mình có một cái phim trên đó, mẹ cũng nên coi. Em có Quỳnh có nghe sơ về cái làm phim nhưng mà chưa có cơ hội nào nói chuyện. Thì lúc mà coi xong cái bộ phim đó tự mình coi, ở đây ở ngay Houston này tự mình coi trên internet, thì muốn nói một lời cảm ơn đối với anh Trịnh Hội, đặc biệt là em Clay Phạm và còn một chị nữa là chị Minh Tâm, chị Lily Minh Tâm. Đó là một trong những người đã cùng nhau góp sức để tạo ra cái phim đó, và nó thực sự là một trong những cái cách hữu hiệu để cho mọi người biết đến gia đình và biết đến những cái nỗ lực tranh đấu của mẹ. Thì về chuyện thông tin Quỳnh chỉ được biết đến đó thôi ạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần 1 của cuộc phỏng vấn
Chúng tôi sẽ tiếp tục phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.